Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn cũng như là bà con cô bác xa quê. Hôm nay Minh Toàn xin giới thiệu đến quý vị và các bạn các cái quang cảnh ở trong cái khu di tích lăng Hồ Chủ tịch, tức là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta hay gọi một tên thân yêu đấy là Bác Hồ. Sau khi bây giờ là hiện giờ là 11 giờ 30 phút buổi sáng, thì sau khi mà chúng ta đi qua lăng xong, chúng ta sẽ đi qua cái vườn áo cá, và đây là từ vườn áo cá đi ra. Sau khi đi ra vườn áo cá, chúng ta đi qua các cái khu này, và chúng ta cũng tham quan một số cái đồ lưu niệm như là đi đến nhà sàn của Bác, xong rồi là chúng ta cũng có thể đến bảo tàng. Cô ơi, bốn bỏ chân à? Thế ngồi nghỉ lúc này, đi thẳng đường này nhá, thẳng đường này đến nhà sàn, đến bảo tàng. Đường này xong thì rẽ phải đến bảo tàng. Ở trong khu Hồ Chủ tịch này thì cũng có một số cái lối mà chúng ta cũng không được đi vào. Ví dụ như những cái lối này chúng ta cũng không được đi vào. Đây dành cho ban những cái bộ phận chuyên trách của ban quản lý lăng. Trong này có rất là nhiều cây cối để chúng ta chơi bóng mát được bạn. Đây là một số cái mặt hàng bán, một số mặt hàng lưu niệm. Đây là phía sau của lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh địa bàn. Bán các cái đồ lưu niệm và một số cái đồ sử dụng. Hôm nay là cái ngày chủ nhật, thành cái lượng người mà đi vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là đông. So với ngày bình thường phải gấp đôi ngày bình thường. Nên khi mà quý vị và các bạn hay bà con cô bác mà có đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào những cái ngày nhật hoặc ngày lễ, thì chúng ta hãy sắp xếp thời gian đi làm sao đi sớm để chúng ta còn xếp hàng vào. Đây là một số cái hình ảnh được của ban quản lý lăng Chủ tịch cũng như là ban tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy, khi mà chúng ta buổi sáng là chúng ta xếp hàng và đến 10 giờ rưỡi là chúng ta sẽ lăng Chủ tịch sẽ đóng cửa và không
ta không được vào viếng Bác nữa. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018 thì sẽ mở cửa các ngày trong tuần, trừ thứ hai và thứ sáu ra các bạn nhé. Thời gian mở cửa là từ 7 giờ 30 phút sáng cho đến 10 giờ 30 phút sáng. Đấy là mùa đông, mùa hè là từ 7 giờ 30 phút sáng cho đến 11 giờ. Chúng ta trước mặt chúng ta là cái biểu trưng của cái chùa Bậc Cột. Đây là cái chùa Bậc Cột. Tại sao chùa gọi là chùa Một Cột? Bởi vì cái chùa này ở trên một cái cột duy nhất thôi, cái việc bạn như cái việc bạn đang thấy là chùa này ở trên một cột duy nhất đấy. Và đến viếng Hồ Chủ tịch không những là người trong nước mà còn cái khách quốc tế. Nếu quý vị các bạn đi viếng Hồ Chủ tịch thì chúng ta hãy sắp xếp thời gian, nếu mà đi được các ngày trong tuần thì là tốt nhất. Còn thứ chủ nhật và thứ bảy và chủ nhật là các ngày lễ thì những người rất là đông thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian khi mà chúng ta xếp hàng. Và trước mặt quý vị các bạn là Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và phía bên bảo tàng cũng có rất là nhiều cây cối cũng như là một cái hòn non bộ. Đây là hòn non bộ mà ở gần với bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy. Nếu ai mà có người nhà của mình mà khuyết tật hay người ra thì cũng có thể là ông ta đưa vào viếng Bác Hồ bằng những cái con đường dành riêng cho những cái người khuyết tật. Đây chẳng hạn như trước mặt của việc bạn là cái con đường dành cho người khuyết tật đi bằng xe lăn hoặc là được các chú binh gác như bộ đội sẽ giúp đỡ trong quá trình chúng ta di chuyển. Còn cái phía này là phía dành cho bà con đi bình thường. Trong trước bảo tàng của Bác Hồ thì cũng có một ngôi đền, ngôi chùa. Thì người bạn chúng ta hãy vào tham quan ngôi chùa này.
chùa này ở Kênh, ngôi chùa một cột mà hai cái việc bạn vừa xem ấy. Và trong ngôi chùa này cũng thể hiện một số bức tranh về nhân quả. Ví dụ như lấy một khá là kinh doanh bởi nhạc âm ầm, sau này dở hâm khổ đời, không trung thành với tổ quốc, lạc loài cô độc và thất bại, đem nhân quả để dạy đời, bỏ thân về với cõi trời tinh quang. Đây là một số cái tranh về nhân quả của Nhật Bản. Và trong ngôi chùa này cũng rất là khang trang, thì toàn đang sử dụng máy quay thành toàn chỉ đứng ở xa xa và xin vái ở xa xa thôi. Khi mà chúng ta vào chùa thì việc bạn chúng ta cũng chú ý là chúng ta cũng không nên mặc các cái đồ quá ngắn hoặc là các đồ quá hở hang, và đây cũng cấm luôn, các bạn cấm luôn, cấm mặc đồ ngắn vào chùa, quần trên, đồ gối, áo hở nách. Thì khi mà vào chùa thì chúng ta để ý những cái đấy, và đây có khả năng là các bạn ấy cũng đi tham quan, chúng ta thấy một số cái bạn vào chùa, nhưng mà ở đây thì không mặc đồ quá. Khi mà chúng ta bước vào chùa, Nga đâu? Nga bác? Ngồi nghỉ á? Đang bố ở tàng quay không? Bảo tàng á? Tí nữa vào bảo tàng xem tí. Bác với Nga vào bảo tàng không? Hả? Ê, lần đầu tiên đi đến đây thấy ở Lăng Bác như nào? Hả? Nói chung là lâu ngày thì chỉ khi nào đi thì nó có một vẻ đẹp riêng ha, cảm giác như hơi bất ngờ, nhớ hơn chút, nói chung là khó tả. Đây là anh Dương, anh ở quê ở Nghệ An, anh ra thăm Lăng Bác. Con ở Nghệ An, con ra thăm bác. Đây, như trước mặt của các bạn thấy không những người Việt mà người Tây vào viếng lăng Hồ Chủ tịch. Vâng, và video của chúng Toàn hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và bạn đã dành thời gian quý báu để xem video này. Xin hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những video tiếp theo. Và để theo dõi những cái video mới hữu ích của kênh thì rất mong quý vị và bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới của kênh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và bạn. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những video tiếp theo.